Nam toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể thiền đường hội chúng, trong kỳ trước, tức là hôm trong năm, chúng ta đã học một phần của phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại của phẩm Như Lai Thọ Lượng. Và trước khi thuyết giảng, chúng tôi cũng xin tóm lược lại cái phẩm này. Tức là kể từ cái phẩm Tùng Địa Dưỡng Xuất, thì khi các vị Bồ Tát đã xuất hiện ra, hứa với Đức Phật là sẽ trì niệm kinh, thọ trì và gìn giữ kinh Pháp Hoa trong cõi Ta Bà này, thì Đức Phật từ chối. Thì ở trong cõi Ta Bà này đã có chúng đạo Bồ Tát đủ sức để thọ trì đọc tụng kinh điển Pháp Hoa. Và Đức Phật vừa nói dứt lời, đó là từ với đất vọt lên hàng hà sa số vị Bồ Tát, và các vị đảnh lễ thưa với Đức Thế Tôn là các vị sẽ hứa là thọ trì đọc tụng kinh điển Pháp Hoa này, sẽ gìn giữ thủ hộ kinh Pháp Hoa còn mãi trong cõi Ta Bà của chúng ta. Và khi mà các vị Bồ Tát ra đời đông như thế, thì trong chúng hội nghi, trong đó thì cái người nghi nhất là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Vì kể từ ngày mà Đức Phật thành Phật cho tới giờ phút đó là chỉ có mấy mươi năm thôi, nhưng mà tại có những vị Bồ Tát là đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, công hạnh sâu dày, có đồ chúng đông đảo như thế mà xưng là đệ tử Đức Phật Thích Ca, thì chính Ngài Di Lặc Nghi. Và Ngài nói là nếu kể từ ngày Đức Phật thành Phật cho tới giờ phút này thì thời gian rất là ngắn ngủi, vì sao mà giáo hóa được cái số đồ chúng đạo hạnh đông như thế? Thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu trả lời là kể từ ngày Đức Phật thành Phật cho tới đây là vô lượng vô số vô biên a tăng kỳ kiếp ha. Tức là Đức Phật có ví dụ bước qua cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là cái phẩm mà nói lên cái sự thật, và cái phẩm gần như là nói lên tột lý của kinh Pháp Hoa, tức là nói tột lý của cái tri kiến Phật mà kỳ rồi chúng ta đã có một cái lần khai triển rồi. Đức Phật ví dụ là có hàng hà sa số cõi nước ở trong tâm thiên đại thiên thế giới này, nếu mà đem nghiền nát thành bụi và trải ra trăm ngàn muôn ức kiếp ở cõi nước phương Đông, rớt một hạt bụi, và cũng vậy bay vào phương Tây, phương Nam, phương Bắc, tất cả mười phương đều rớt, mỗi cái cõi nước đều rớt một hạt bụi, trải qua những cõi nước có rớt hạt bụi và không rớt hạt bụi đó mà nghiền nát thành bụi nữa, thì cái số lượng hạt bụi đó là không thể có thể tính đếm được. Thậm chí cả những vị bất thối Bồ Tát cũng không thể tính đếm được cái số lượng nhiều của những hạt bụi đó. Và như vậy Đức Phật nói là đó là cái số tuổi thọ mà Đức Phật đã tu hành thành Phật. Khi đã tu hành thành Phật, cảm thành thọ mạng cho tới giờ phút này, chưa từng vơi dứt. Và trong suốt từ đó cho tới giờ phút này, Đức Phật thường ở cõi Ta Bà này để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta thấy là nhìn lại lịch sử, cách đây hơn 2500 năm rồi, thì kể từ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã nhập Niết Bàn, tới giờ phút này chúng ta chưa thấy Đức Phật nào giáo hóa trong cõi này hết. Vậy mà Đức Phật nói là kể từ hằng hà sa số kiếp trở về đây là Đức Phật đã từng giáo hóa dìu dắt chúng sanh rồi. Điều này khiến chúng ta có cái nghi vấn, đúng không? Chúng ta sẽ có rất là nhiều nghi vấn trong cái việc này. Nhưng mà ở phẩm trước chúng ta đã nói, tức là về mặt lý thì Đức Phật nói là ở tất cả chúng sanh từ ngàn xưa cho tới bây giờ đã có cái tự tánh, kể từ vô thủy cho tới giờ phút này đã có tự tánh bất sanh bất diệt, và tự tánh đó ở nơi tất cả chúng sanh không có phút giây nào tạm rời.
Nó là về mặt lý nó là như vậy. Và tới nơi đây thì Đức Phật đã nói lên cái công hạnh tu hành của mình trong nhiều đời kiếp, cũng như muốn khẳng định cái Phật tri kiến là cái vốn có sẵn đủ và từ ngàn xưa cho tới bây giờ chưa từng bị sanh, chưa từng bị diệt. Đó là ý của Đức Phật nói trong phần trước. Và ở phần trước chúng ta cũng đã thấy là chính Đức Phật đã xác định rằng Ngài dùng phương tiện để giáo hóa Tam Thừa, chứ sự thật đối với chư Phật ba đời thì Ngài chỉ nói một cái điều duy nhất, tức là nói Nhất Thừa, tức là muốn hướng dẫn cho tất cả chúng sanh đều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Ngoài ra Đức Phật không có một cái sự hướng dẫn nào khác. Và cũng chính vì thế mà Đức Phật lại phương tiện giáo hóa tất cả mọi người. Và vì Đức Phật trải qua vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp, tới bây giờ phút này chưa có một lần bị sanh diệt. Đây là điều chúng ta thấy nè. Trong khoảng đó Đức Phật tạm phương tiện nhập Niết Bàn. Đức Phật tạm phương tiện nhập Niết Bàn, chứ Đức Phật chưa từng bị sanh, chưa từng bị diệt. Lúc nào Đức Phật vẫn còn hằng hữu với tất cả chúng ta. Và cho tới giờ phút này cũng vậy, Đức Phật vẫn luôn hiện hữu, Đức Phật chưa từng nhập Niết Bàn. Đây là điều mà khiến tất cả chúng ta nó có một cái nghi ngờ. Và cũng có một số người đặt lại vấn đề mà hồi trước chúng tôi đã nói qua một lần, bây giờ chúng ta nói lại. Cái vấn đề nhập Niết Bàn của Đức Phật khiến cho chúng ta hoài nghi. Nếu chúng ta còn ở trong cái tầng tâm thức thường tình của mình ở đây, mình thấy cái việc sống chết là quan trọng, đúng không? Bây giờ Đức Phật của mình cũng sống ở đời này 80 năm rồi, Đức Phật tịch. Thì trong kinh gọi cái từ hơi đẹp một chút là nhập Niết Bàn. Vậy là nói về thọ mạng của cái thân nghiệp này ở trong cõi này, thì chính một cái vị Đức Phật đã tới đây thành Phật á, là sống được 80 năm rồi tịch đi. Đức Phật trở về với cái nhập, trở về với cái tự tánh thanh tịnh, tức là cái pháp giới tánh toàn chân. Đức Phật trở về đó. Như vậy là nếu chúng ta dùng đầu óc bình thường, và cũng có rất là nhiều người đặt dấu hỏi là tu hành thành Phật rồi, nhập Niết Bàn như vậy rồi sao có trở lại không? Có trở lại sanh tử, trở lại cõi này hay không? Nếu chúng ta là người còn quan trọng trong việc sanh tử thì đương nhiên chúng ta sẽ có cái thắc mắc này. Và chính cái thắc mắc này nói lên một điều gì? Cái đầu chúng ta vẫn còn lẩn quẩn trong cõi này cái đã. Điều đó là điều trước tiên. Vì sao? Chúng ta ví dụ quý vị thấy như hồi sáng giờ chúng ta làm nhiều việc, chúng ta đi, chúng ta quét rác, chúng ta ăn cơm, chúng ta đi tới lui nhiều chỗ, nhiều nơi, chúng ta ngồi nhiều vị trí, nhưng mà chỉ có một người là mình thôi, đúng không? Đi từ chỗ này mình qua chỗ kia, đi từ chỗ kia mình qua chỗ nọ, mình làm hết việc này tới mình làm việc kia, hết làm việc kia tới mình làm việc nọ, nhưng mà chỉ có một mình. Tức là cũng mình đó, nhưng mà làm rất là nhiều việc. Quý vị cố gắng nghe dùm cái điều này, để chúng ta thoát đi cái ý niệm là thành Phật rồi có trở lại sanh tử hay không nghe chưa? Bây giờ mình đứng cái vị trí của con người của mình, nhìn xuống một cái loài thấp hơn. Một loài thấp nhất là con phù du, phù du thì nó sanh trong khoảng chớp mắt nó chết rồi. Bây giờ chúng ta nhìn tới cái tuổi thọ của một cái con côn trùng thì nó sống cũng có mấy giây. Thì vậy là hàng triệu cái sinh mạng con côn trùng mới được một ngày một đêm của mình. Hàng triệu cái sinh và cái sống của nó mới bằng một ngày một đêm của mình thôi. Tới một con kiến thì nó sống không biết bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp mới bằng một ngày sống của mình. Tới một con vật lớn hơn chút nữa thì cả ngàn đời ngàn kiếp nó mới bằng một năm sống của mình. Thì dần dần từ ở cõi trên chúng ta nhìn xuống như vậy, và chúng ta nhìn ngược lên cái cõi của mình là cõi trời cao hơn chúng ta một chút. Thì một ngày một đêm cõi trời tương đương với, nếu cõi trời thấp á, thì bằng trăm ngày của mình, trăm ngày trăm đêm của mình. Cõi trời cao hơn nữa thì bằng cả năm của mình. Cõi trời cao hơn nữa bằng cả trăm năm của mình. Và tới cõi của các vị thanh văn thì khủng khiếp. Và tới các vị Bồ Tát thì một ngày một đêm của các vị ở cõi Bồ Tát thì có thể bằng một ngàn một triệu năm của mình ở đây. Thậm chí bằng một ngàn một triệu kiếp của mình. Tới các vị Bồ Tát ở cái bậc đẳng giác, diệu giác rồi thì một ngày một đêm đó là không thể tính lường. Và tới cái cảnh giới của chư Phật thì không còn nói về ngày giờ năm tháng nữa đối với cõi ta bà chúng ta. Chính Đức Phật chúng ta lại có một cái tên gì? Chúng ta thường hay đọc là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Ta Bà Thế Giới, phải không? Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Quá Thân, Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là Đức Phật là người giáo chủ của cõi ta bà chúng ta.
là thầy của trời người, là cha lành của bốn loại, là người phân thân thiên bá ức. Thì một đời chúng ta nói là bây giờ mình ngồi đây nha, bây giờ tôi làm cái công việc Phật sự, tôi là lấy cái này tôi dời qua đây, cái này tôi dời qua đây và dời qua bên kia, trong phút chốc tôi có thể dời được 100 việc, 100 lần. Thì từ khi Đức Phật ở trong cái cõi thanh tịnh của tự tánh, phân thân để làm việc Phật sự, xuống cái cõi Ta Bà của chúng ta 80 năm, nó còn thời gian ngắn hơn chúng ta lấy này để ở đây. Tức là trong 80 năm mà Đức Phật đã hóa thân xuống cái cõi Ta Bà của chúng ta, thì lại nhanh hơn cái việc tôi cầm cái này tôi bỏ ở đây nữa. Nhanh hơn rất là nhiều. Điều này chúng ta mới hiểu ra là khi Đức Phật nhập Niết Bàn như thế nào. Không phải là bỏ thân mạng này rồi cái tâm Đức Phật trú trong cái cảnh giới thanh tịnh kia, không phải như vậy. Thật sự thì một giây, chúng tôi nói là một sát na tâm, chư Phật phân thân giáo hóa khắp mười phương. Thì tất cả những cái phân thân đó đi mười phương pháp giới để tu hành thành Phật. Trong một sát na tâm đó là tất cả các cõi nước mà được Đức Phật phân thân. Cái Phật phân thân đó là thiên bá ức hóa thân, tức là trăm ngàn muôn ức thân mà từ cái cõi giới thanh tịnh của pháp giới tánh phân thân ra mười muôn cõi nước để tu hành thành Phật trong một sát na tâm thôi, là bằng một đời của mình. Vậy là trong một chớp mắt sau, Đức Phật đã phân thân ngàn muôn ức nữa để đi ngàn muôn cõi nước để đi tu hành thành Phật ở chỗ khác nữa. Trong một chớp mắt nữa, Đức Phật đi ngàn muôn cõi nước để thành Phật ngàn muôn cõi và giáo hóa ngàn muôn chúng sanh như vậy nữa. Chúng ta thấy cái việc nhập Niết Bàn của mình thấy, tức là Đức Phật có sanh có diệt trong cõi này, nó là một cái điều gì hết sức là quan trọng với chính mình. Như sự thật đối với cõi giới của chư Phật chỉ là một chớp mắt, nhanh hơn một chớp mắt nữa, nhanh hơn một chớp mắt nữa. Thì một ngày là chúng ta chớp mắt 1 triệu lần, thì một ngày đã phân thân hàng triệu triệu lần để đi làm việc Phật sự giáo hóa chúng sanh. Đây là điều chúng ta phải hiểu về cái việc Niết Bàn của chư Phật. Chứ nếu không, từ trước đến giờ chúng ta cứ nghĩ là cái việc mà sống chết mình là quan trọng rồi, sống 80 năm đối với mình là một cái gì quan trọng lắm, và cái việc sanh đi lộn lại trong cõi này cũng là cái gì quan trọng lắm. Và rồi một người tu hành thành Phật như Đức Phật vậy nhập Niết Bàn mới mốt có trở lại đây nữa không? Tức là bị sanh tử rồi lại đây không? Thì nếu chúng ta hiểu, tức là cái đầu chúng ta còn ở nằm trong cái tầng tâm thức, cái tầng hoạt dụng tâm thức, thì chúng ta thấy một đời của Đức Phật ở cõi Ta Bà nó hết sức là quan trọng với chính mình. Và chính Đức Phật cũng thấy điều đó. Từ khi con người của chúng ta hiểu được về cái điều này một chút, thì chúng ta thấy cái việc mà không có mặt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cõi Ta Bà này đối với mình thì hết sức là quan trọng rồi, nhưng mà đối với chư Phật nó chỉ là một sát na tâm mà thôi. Và chư Phật không phải là chỉ phân thân xuống cõi này, mà gọi là thiên bá ức hóa thân, tức là một phút giây thôi. Chúng ta coi chuyện Tề Thiên chúng ta thấy không? Tới hồi mà Tề Thiên đánh lộn nhổ chùm lông ra, nó nhai đọc thần chú phun ra là có hàng triệu con khỉ khác để đánh lộn. Nó chưa có thành cái gì mà nó đã vậy rồi, đúng không? Đức Phật thì lại gấp triệu triệu lần hơn cái chuyện đó nữa. Cho nên một sát na tâm là Đức Phật phân thân muôn bá thiên bá ức là việc rất là thường đối với chư Phật. Do đó mà trong phút giây phân thân một ứng hóa thân xuống cái cõi Ta Bà này để tu hành hiện thân thành Phật, cho tới cái ngày mà Đức Phật nhập lại Niết Bàn, theo cái nhìn của mình là Đức Phật nhập lại Niết Bàn, tức là xong công tác Phật sự ở đây, thì Đức Phật thu cái năng lực của mình lại. Chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy, thu năng lực mình lại để rồi tiếp tục đi phân thân cõi khác nữa. Cũng là một Đức Phật đó, nhưng mà chưa từng bị sanh diệt ở đây. Đức Phật nói là ta chưa từng bị sanh diệt, nhưng mà ta phương tiện để cho chúng sanh thấy rằng ta có sanh có diệt trong cõi này. Đó là cái phương tiện của chư Phật. Chứ sự thật thì Đức Phật và chư Phật mười phương không hề có cái chuyện sanh và diệt theo cái nhìn của một người phàm phu của chúng ta. Nên điều hết sức quan trọng mà chúng ta phải hiểu để chúng ta thấy rằng cái việc nhập Niết Bàn của chư Phật nó khác với cái nhập Niết Bàn của các vị khác. Vì con người ta tu quan trọng cái sống chết, phải không? Người nào mà tu hành tới già mà chết một cách tỉnh táo là quý lắm rồi. Thậm chí biết trước ngày chết rồi nữa là quan trọng lắm rồi, phải không? Chẳng những là vậy mà còn ngồi thẳng lưng để chết, rồi hết sức quý với chính mình. Nhưng cái việc đó nó chỉ là một cái sát na tâm đơn thuần của chư Phật. Và từng phút giây ở trong cõi giới thanh tịnh của pháp giới tánh, Đức Phật luôn phân thân giáo hóa khắp tất cả chúng sanh. Và điều này nữa, nó không liên quan, nhưng chúng ta cũng mở ngoặc chúng ta nói một chút. Từ cái chỗ phân thân này để chúng ta thấy một điều gì?
Nếu chúng ta học đạo, chúng ta hiểu được cái định ở trong Phật Pháp rồi, thì có những cái định không có cái gì có thể phá vỡ được. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên trong sử Đức Phật Thích Ca của chúng ta xuống trần gian này, thì chúng tôi chưa có biết nổi là hồi đầu viết như thế nào. Nhưng tới giờ phút này chúng ta cũng cần phải giống trống giọng chuông mà lên tiếng. Vì đã trải qua hơn 2.500 năm trong lịch sử Phật giáo. Có những cái thời mà đất nước Ấn Độ Phật giáo bị suy đồi, có nghĩa là bị yếu hơn những đạo giáo khác, và những nhà cầm quyền, tức là những nhà lãnh đạo quốc gia, lại tôn trọng đạo giáo khác. Thì như vậy là những lúc đó những cái sử liệu của Phật giáo có thể bị chen vào. Họ có thể ghi một hai câu nào đó trong lịch sử của Đạo Phật. Chúng tôi chưa nói nhiều cái phần sau, chưa nói cái phần mà nhập Niết Bàn của Đức Phật. Vì điều này nó sẽ dẫn tới những sự tranh cãi lớn. Và đây là điều chúng ta nói sơ. Nếu chúng ta hiểu nổi cái định của Đạo Phật rồi, và người nào biết cái định của tự tánh, người nào đã từng sống được một vài ngày, một vài giờ trong cái định đó, để thấy rằng không có cái gì có thể phá hủy được, không có cái gì có thể làm lay động được, và không có cái gì có thể làm ô nhiễm được trong cái định đó, thì chúng ta phải hiểu một điều: Đức Phật kể từ khi nhập thai cho tới khi nhập Niết Bàn, chưa có một sát na tâm nào Đức Phật bị mê mờ. Đây là điều chúng ta phải biết. Tất cả chúng ta không có định, không có định lực. Chúng ta là một chúng sanh do sanh từ nghiệp, thì chúng ta vào bào thai gọi là cách ấm, bị vô minh. Còn Đức Phật ở trong thai tạng của bà mẹ, đang an ở trong đại định, như ở cõi trời Quan Âm Thiên. Dùng cái cõi trời Quan Âm Thiên ra để nói, vì cõi đó nó rất là an định, rất là thanh tịnh, rất là an lạc và rất là trong sáng. Cõi trời Quan Âm Thiên là không có ngày và không có đêm, sáng hoàn toàn, và sáng hơn cả ánh sáng mặt trời đang hiện hữu ở đây, và lúc nào cũng an lạc thanh tịnh. Như vậy là trong lúc cái thai tạng của Thái tử Tất Đạt Đa nằm trong bụng mẹ, thì được sự bảo trì, chúng ta là dùng từ bảo trì thì nó cũng không chuẩn lắm, đang an ở trong định đó, mà cái nhục thân của bà mẹ không thể bị ô nhiễm được. Đây là điều chúng ta phải biết. Chúng ta tưởng tượng như chúng ta bỏ một cái vật ở trong một cái lồng kính, dù bên ngoài nó là sình, là bùng, là cái gì, vật trong đó vẫn không bị nhiễm, đúng không? Thì lồng kính đó chúng ta tưởng tượng như cái định lực của chư Phật. Và có những vị Đại Bồ Tát, chúng tôi nói từ ngang cỡ Bát Địa Bồ Tát trở lên thôi, là các vị nhập thai vẫn không bị vô minh che. Có nghĩa là cách ấm không bị vô minh. Cách ấm có nghĩa là chúng ta bỏ thân này, chúng ta thọ thân trung ấm. Và khi thọ thân trung ấm thì chúng ta vẫn còn hay biết như bây giờ. Nhưng một phút chốc nhập thai đó, một phen chúng ta tắt liệm cái thân trung ấm cũ, chúng ta quên là chúng ta Nguyễn Văn A cũ, thì phút chốc đó chúng ta chấp trước cái thai tạng mới, chấp trước cái bào thai mới, mình cho cái đó là mình. Tức là cái tế bào ban đầu mình chấp đó là mình, để mình hình thành tế bào đó, mình bảo thủ, mình gìn giữ tế bào đó càng lớn lên. Thì vậy là một phần lần đó gọi là cách ấm, là chúng ta chấp trước cái mới, chúng ta quên hết cái chuyện cũ, chứ là chúng ta bị vô minh. Còn đối với Đức Phật xuống cõi này, tôi không hiểu tại sao trong lịch sử Phật giáo không nói rõ điều này. Có khi thứ nhất là cái định lực này khó có ai có thể chấp nhận nổi, vì đó là sự thật. Tất cả những người tu theo đạo Phật không hiểu nổi, chưa có một lần biết tới cái định của tự tánh như thế nào, thì người ta cũng không hiểu nổi chuyện này. Với cái định mà có nhập có xuất, có động có loạn, thì rõ ràng không thể hiểu nổi điều này đâu. Và chắc rằng trong cái thời điểm mà ghi lại sử của Đức Phật, thì những người đệ tử mà thuộc cái dạng mà nhập định xuất định biết, chứ thực sự hiểu được cái định lực sâu, thuộc tầng sâu của đạo Phật, thì không có cái gì có thể phá vỡ được. Cho nên dù là ở trong thai, nhưng vẫn yên ở trong cái cõi thanh tịnh tuyệt đối, vẫn tỉnh giác tuyệt đối, chưa có một phút giây mê mờ. Và chúng tôi nói là tới khi ra đời làm vị thái tử, lúc còn bé cũng vẫn luôn là như vậy. Tới khi có gia đình, tới khi đi tu hành khổ hạnh, và tới khi ngài thành Phật, thì tất cả những cái đó đều là những cái chuyện hiện thân mê mờ mà thôi. Chứ không có phút giây nào mà Thái tử Tất Đạt Đa không phải là người tỉnh giác cả. Chúng ta nên hiểu điều này. Và thứ tự
mà sai lầm của lịch sử cho thấy tự tánh Đạt Đa là bị nhiễm dục, không? Bị sống vui ở trong ngũ dục, rồi thứ tự cho tới khi đi xuất gia, đi tầm thầy học đạo. Và cái sai lầm thái tử tất cả đa là 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo để tìm thầy học đạo, rồi lại 6 năm khổ hạnh, và cuối cùng mới thấy rằng cái việc mà ăn uống sung sướng cũng không đạt tới đạo lý, và khổ hạnh cũng không đạt đạo lý. Cho nên là Đức Phật sử dụng con đường trung đạo, có nghĩa là không ăn uống sung túc và cũng không khổ hạnh. Và đó là những lý thuyết mà cho rằng trong lúc chưa thành Phật thì Đức Phật chúng ta bị vô minh. Điều này khiến cho những người có hiểu biết phải cần phải lên tiếng. Để chi? Để cho giá trị thực của một vị Đại Bồ Tát gọi là nhất sanh bổ xứ, tức là một đời cuối cùng xuống đây để thành Phật, tu hành để thành Phật. Thật sự thì không phải là đời sau cùng xuống đây tu hành để thành Phật, không phải là do tu nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều đời, đời này Thái tử Tất Đạt Đa mới được hoàn thiện cái công đức tu hành của mình. Điều đó nó cũng đúng chứ không phải là không đúng đâu. Theo cái chiều hướng tu hành bình thường của chúng ta là như vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng nếu thực sự là một vị Đại Bồ Tát mà đời cuối cùng thành Phật, trong đời đó có một chút vô minh, người đó không thể thành Phật nổi. Tôi đảm bảo điều này. Các vị có thể chứng A-la-hán, tu mà chứng ngang quả A-la-hán thì trong đời này hồi nhỏ có bị vô minh chúng tôi chấp nhận. Định lực Phật giáo mà còn có một chút gì phá vỡ được, định lực của Phật giáo mà còn có một chút gì bị mê mờ được thì định làm gì? Cái chuyện bà bào thai 9 tháng 10 ngày bị mê à, chuyện đó hoàn toàn không có. Đối với ai chứ đối với Đức Phật hoàn toàn không có. Và có rất nhiều các vị Đạo Bồ Tát cũng đã từng được như vậy khi ra khỏi đời này. Chỉ hiện tướng phàm phu ngu mê có, chúng ta chấp nhận. Tức là bây giờ đã lỡ sanh ra làm người, làm đứa một con nít thì phải làm giống đứa con nít khác, chúng ta chấp nhận. Và rõ ràng Thái tử Tất Đạt Đa sống y như những đứa con nít khác, như một con người bình thường khác. Vì nếu mà ra đời mà giác ngộ nói chuyện Phật Pháp luôn hồi còn bé thì rõ ràng là thế gian này người ta sẽ không tu. Cho nên phải hiện tướng phàm phu ngu si, sống với nó, làm con người như nó, gọi là đồng sự nhiếp của các vị Bồ Tát và các vị Phật như vậy. Để thành một phàm phu ngu si rồi tu từ từ cũng ngu như nó, rồi cũng mò kiếm chỗ này, rồi mò kiếm chỗ kia, mò kiếm chỗ nọ, đến một ngày giác ngộ. Để chi? Để cho chúng ta có cái nhìn lại, ngày xưa Đức Phật cũng là một người ngu si như mình, Đức Phật cũng tu mò mẫm như mình, Đức Phật được chứng đạo thì mình bây giờ mình cũng mò mò như vậy, có ngày mình cũng chứng đạo như Phật. Điều đó đúng. Đó là cái hiện thân mà thôi. Đó là tất cả những cái hiện thân, hiện tướng của Đức Phật. Chứ thực sự bản chất bên trong, với cái từ cái lúc mà đã hiện thân trong bào thai cho tới ngày thành Phật, chưa có phút giây nào bị mê mờ cả. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu. Và điều thứ hai, chúng ta nói luôn đến cái chỗ nhập Niết Bàn của Đức Phật. Chúng tôi định sau này chúng tôi mới nói, nhưng mà chúng ta có liên quan tới cái chuyện nhập Niết Bàn chúng ta nói luôn. Người nói chuyện sanh rồi phải nói tới chuyện tử. Rõ ràng là trong những thời thịnh suy của Đức Phật bị chen vào, chúng ta thấy những cái chuyện hết sức vô lý, hết sức phi lý nằm trong cái lịch sử Phật giáo của chúng ta. Mà mỗi khi chúng tôi nhớ tới chuyện này, chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cố gắng công phu, và khi chúng tôi lý luận điều này là chúng tôi sẽ chứng minh được người nào chen vào. Nhưng mà chúng tôi chưa đạt được cái chuyện đó thôi. Vấn đề là chúng ta nói trên mặt lý luận, sau này tôi sẽ nói lại. Bây giờ chúng ta nói qua về cái việc nhập Niết Bàn trước khi Đức Phật tịch. Đức Phật lại nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, dạo đi dạo lại 3-4 lần rồi Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Cái gì thấy đúng không? Đúng không? Trả lời mạnh tôi nghe coi đúng không? Và thứ hai nữa là gì? Trước khi Đức Phật tịch, Đức Phật ăn nấm độc. Tôi không biết là họ muốn, tức là ngoại đạo họ muốn hạ thấp cái phẩm giá của đạo Phật để đạo Phật không còn giá trị. Tức là người ta thường nhìn một vị giáo chủ qua cái việc sanh ra và cái việc mất đi của người đó. Người vật mất đi không vinh quang gì cả, mất đi không có sáng lạng, mất đi không có tự chủ, mất đi trong cái đau đớn, thì rõ ràng người đạo đó không có giá trị. Họ ngầm làm điều đó, cho nên họ chen cái câu chuyện đó vào. Chúng ta nói về cái chuyện nấm độc. Và trong thời Đức Phật có một cái lần vua Bình Sa Dương mời Đức Phật cúng dường trai tăng một mùa hạ với 500 vị tỳ kheo. Ông mời rồi, vua đó ông quên, ông mê chơi, ông không cúng dường Đức Phật. Đức Phật cùng 500 vị tỳ kheo trong mùa hạ đó ăn lúa ngựa. Quý vị nhớ điều này. Anan nhìn thấy Đức Phật ăn lúa ngựa, Anan khóc ròng.
Đức Phật hỏi này A Nan, thế nào người khóc? A Nan nói Ngài là thầy của trời người, bất kỳ giờ phút nào Ngài cũng được thọ dụng của chư thiên cúng dường. Thế mà bây giờ Ngài còn ngồi đây để ăn lúa ngựa. Thì chuyện này với thầy giảng là Đức Phật phải trả cái nghiệp. Tôi không biết là cái chuyện nghiệp báo Đức Phật hiểu tới đâu nữa. Nó rất là đau đớn. Và khi đó Đức Phật kêu A Nan lại. Đức Phật kêu A Nan hả miệng ra, Đức Phật bỏ hạt lúa ngựa vô họng A Nan. A Nan lại khóc rống lên nữa. Đức Phật nói ủa nãy ngươi khóc là gì, ngươi thấy ta ăn lúa ngựa, bây giờ tại sao ngươi khóc? A Nan mừng xúc động mà A Nan khóc. Vì A Nan nói có một cái lần Đức Phật dẫn Ngài đi đi cái cõi nào đó không biết nữa, mà có một lần thọ hiển được cái thượng vị cam lồ này rồi, nhưng mà vẫn không có thể so sánh được với cái thượng vị mà Đức Phật vừa bỏ vô miệng A Nan. Thì Đức Phật nói này A Nan, cái phước của ta, ta cầm thuốc độc cũng biến thành cam lồ nữa, lúa ngựa liền biến thành cam lồ thượng vị mà ở cõi trời tứ thiên vương không thể so sánh được. Vì cái phước Đức Phật là thầy của trời mà, do đó cái thọ hưởng Đức Phật phải cao hơn cõi trời tứ thiên vương gấp 1 triệu lần, chứ không phải 1.000 lần đâu. Vì vậy tất cả những gì qua tay Đức Phật đều biến thành cam lồ thượng vị của một Đức Phật dùng, chứ không phải là một vị cõi trời nữa, không phải là một người phàm phu, mà là thượng vị cam lồ của một Đức Phật. Chúng ta nên hiểu dùng điều này để chúng ta thấy rằng Đức Phật làm gì có chuyện đụng tới nấm độc mà không biến thành cam lồ. Một điều sai trái nằm dài trong lịch sử mấy ngàn năm. Chúng tôi rất là bức xúc khi chúng ta đọc tới điều này. Và tới cái chuyện mà Đức Phật nhập Niết Bàn, nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi dạo đi dạo lại, thì nhiều thầy của chúng ta lại giảng thuyết là đó là bài pháp tối hậu của Đức Phật. Trước khi Đức Phật là nhập Niết Bàn, Đức Phật phải nhập định để cho chúng ta thấy rằng đấy là cái gương của Đức Phật. Trước khi chết chúng ta phải nhập định này, nhập định kia, nhập định nọ rồi mới chết được. Chết một cách khó khăn, phải dùng cái từ như vậy mới đúng. Tôi tự nhiên tôi quên cái tên của vị tổ sư ở Trung Hoa, dường như là cái thời của Ngũ Tổ Diễn. Ngài giỏi quá thì vua mới mời Ngài vào hoàng cung làm quốc sư. Nhiều lần mời Ngài không đi, mấy vị sứ giả mời không đi về. Lần đó vua sang vị sứ giả và nói rằng nếu mà lần này mà mi mời không được ông thầy đó về á, tu di cửu tộc ngươi luôn. Ngày này vô mấy vị dưới chân thiền sư khóc lóc ôm sùm lên, nói Ngài làm ơn đi, con mà con mời Ngài chuyến này không được là con bị tu di cửu tộc luôn á. Thì xin Ngài quan hỷ, Ngài về hoàng cung một chuyến, rồi Ngài muốn làm quốc sư hay không làm thì kệ Ngài, chứ còn Ngài phải về dùng con, chứ chuyến này là không xong rồi. Thì thiền sư hứa thôi thì tha đi. Sau đó Ngài bắt đầu Ngài họp chúng lại. Ngài nói là bây giờ vua mày ta không đi cũng không được, thôi bây giờ ta đi có ai đi theo không? Thì trong chúng có vị thượng tọa bước ra nói thưa hòa thượng, con xin đi theo hòa thượng. Hòa thượng hỏi là ngươi đi một ngày được mấy dặm? Nói dạ con đi một ngày 50 dặm. Nó nói không, không theo ta được rồi. Thì vị thứ hai ra đảnh lễ thưa hòa thượng là con xin đi theo. Thì vị này hòa thượng hỏi là ngươi đi một ngày bao nhiêu dặm? Nói dạ con đi tới 100 dặm. Nó nói cũng không được nữa. Vị thứ ba xin đi theo một ngày rồi đi được 200 dặm, ngay lắc đầu cũng không cho luôn. Lúc đó một vị thị giả 12 tuổi đứng ra, thưa hòa thượng con xin đi theo, hỏi ngươi đi một ngày mấy dặm? Dạ hòa thượng đi tới đâu con đi tới đó. Được, cho đi. Thì ngài họp chúng lại nói một bài kệ, nói xong bài kệ nói ta đi nhan là tịch liền tại chỗ. Ông thị giả nói thưa hòa thượng con xin đi theo, tịch liền luôn. Có qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì không? Không có. Tới cái thời Trung Hoa, một vị tu sĩ 12 tuổi muốn tịch là đứng chắp tay tịch liền tại chỗ, không có chết khó khăn như Đức Phật ngày xưa. Phải nói là dạo đi dạo lại một cách rất khó khăn mới bỏ được cái thân này. Một điều phỉ báng Phật pháp hết sức là tầm trọng. Nên là liên quan tới cái chuyện nhập Niết Bàn Đức Phật, chúng ta phải lôi cái chuyện này ra. Và tôi nói là sau này tôi sẽ nói lại điều này, tôi sẽ chứng minh được trong lịch sử ai là người viết vào. Thì điều này hứa hẹn trong tương lai. Thì như vậy để chúng ta nói cái gì? Tức là tất cả các vị tổ sư của chúng ta chưa phải là người đắc đạo mà vẫn ra đi một cách tự tại. Như cái chuyện của Ngài Đặng Ấn Phong, quý vị thấy, sau khi đi trên đường gặp hai binh đánh nhau rồi, Ngài dùng thần thông để cản hai cái trận, cản trận chiến đó xong. Tức là sử dụng mưa bão để làm rớt thương rớt đau, là hai bên bắt đầu không đánh giết nhau. Rồi Ngài về, Ngài biết là mình đã sửa lỡ sử dụng thần thông rồi thì không yên. Lực Phật không cho phép mình sử dụng thần thông. Cho nên Ngài về mới kêu đại chúng lại, hỏi là hồi đó giờ có ai chết đứng chưa? Nói là có rồi, chết nằm cũng có rồi, chết ngồi cũng có rồi. Ngài hỏi lộn ngược chết có ai chết chưa? Chúng nói chưa. Ngài lộn ngược Ngài chết, tức là trồng chuối ngược, bóng hai cái chân lên, cắm cái đầu xuống tịch, y đứng nguyên đàng hoàng. Và cũng không ai xô ngã được.
Cái tới người em gái, em gái hay chị gái gì tu ở xa về, nói là hồi sống là ông đã sử dụng thần thông rồi chết, còn làm cái trò quyền bạc này nữa, thôi nằm xuống cho người ta tẳng đi xô mấy ngày. Như vậy chúng ta thấy sao, có qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì không? Không có. Chẳng lẽ tổ sư mình hơn Phật? Rồi tới một cái chuyện ở Việt Nam chúng ta là tuệ trung thượng sĩ, một người cư sĩ ngộ đạo của Việt Nam. Khi từ giả tịch thì ngài trong cuộc sống hiện tại là thê thiếp rất là nhiều, cho nên khóc rống lên. Ngài tỉnh lại một cách rất là tự tại, tức là chết rồi mà sống lại tự tại mới là siêu, phải không? Đi đi luôn không siêu đâu. Ngài sống lại, ngài rửa mặt, ngài quở cho một trận, nó là ta đi có nơi về có chốn, tức là ta biết rõ cái việc đi việc về của ta. Nên đừng có khóc lóc sùm làm động chân đánh của ta, thôi không được khóc nữa nha. Ngã xuống tịch, nhập thiền gì để tịch như vậy, đâu có khó khăn đúng không? Vậy mà trong lịch sử Phật giáo chúng ta kể Đức Phật mình lúc nhập Niết Bàn rất là khó khăn, thì rõ ràng là nó có một số điều trong lịch sử Đức Phật mình phải nói lại. Từ cái phút sanh ra của chư Phật của mình và cái phút nhập Niết Bàn sau này chúng ta nên hiểu lại một chút, để chi? Để cho lịch sử Phật giáo đời sau họ không còn có cái nhìn lệch lạc như thế này nữa. Mong rằng những người mà nghiên cứu, chúng ta nói là nghiên cứu thì không biết nổi cái chuyện định của Phật giáo rồi, chúng ta không có kêu gọi những người nghiên cứu, mà những người tu Phật thực thụ, các vị đã chứng đắc thực sự, các vị đã có biết được cái định của Phật giáo thực sự rồi, thì mong rằng các vị nên lên tiếng giúp để cho cái sự Phật giáo chúng ta không còn bị người ta hiểu lầm nữa. Thì từ cái định lực không thể bị thay đổi, không thể bị mê mờ khi nhập thai, đây là điều chúng ta phải biết. Và khi nhập Niết Bàn không hề có cái chuyện mà dạo đi dạo lại đâu. Mà lúc dạo đi dạo lại là không phải là đệ tử Đức Phật nói mà ai nói, một người đạo khác đứng thuyết minh. Đức Phật đang nhị thiền, Đức Phật đang tam thiền, Đức Phật đang tứ thiền, Đức Phật xả xuống tam thiền, Đức Phật xả nhị thiền, Đức Phật xả xuống sơ thiền, và Đức Phật bắt đầu nhập thiền trở lại. Một người không phải đệ tử Đức Phật đứng thuyết minh điều đó cho mọi người nghe. Chúng ta nghe đâu không? Rồi trong đó có những vị đại đệ tử Đức Phật đứng bên đó mà những vị đó không biết Đức Phật nhập định gì. Một người khác nói à. Nó có những chuyện lẫn lộn ở trong cái chỗ đó mà từ trước đến giờ không biết tại sao nó vẫn nằm yên trong lịch sử Phật giáo của chúng ta. Thì đó là những chuyện để chúng ta thấy là do ở trong kinh này Đức Phật nói cái chuyện là ta vì phương tiện nhập Niết Bàn chứ ta chưa từng bị sanh diệt. Và thứ hai nữa là vì cái tâm của tất cả chúng sanh là nếu cái gì mà nó có mặt thường á thì nó sanh khinh lờn, không có quý, đúng không? Nếu Đức Phật trụ hoại cõi ta bà này thì tất cả chúng sanh cho là cái chuyện mà dễ gặp thì không sanh tâm tôn trọng Đức Phật. Do đó Đức Phật nhập Niết Bàn để cho chúng sanh thấy rằng Đức Phật là cái người rất là khó gặp, vì vậy phải cố gắng tinh tấn tu hành, nương theo lời Đức Phật tu hành để rồi được thành Phật, được thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này. Thì Đức Phật ví dụ giống như một vị lương y có trí huệ mà khi đi làm việc ở phương xa thì về lâu ngày mới về thăm con. Thì trong số có những người con á là mất bổn tâm, thì khi thấy người cha mình về cũng mừng, và có một số người con bệnh nhẹ thấy người cha mình về cũng mừng. Và khi đó vị lương y thấy con mình nó bệnh rồi thì chế thuốc để cho con uống. Nhưng trong số những người có còn tỉnh táo thì khi gặp thuốc uống liền, mấy người đó hết bệnh. Còn những người bệnh nặng quá thì không chịu uống. Thì người cha bắt đầu mới phương tiện đi nước khác và dặn ở nhà, nói là thuốc ngon ta để đây là uống sẽ hết bệnh, như vậy các con ở nhà nên uống. Và người cha bỏ ra đi và đi ra xứ xa nhắn lại với con cái là cha mất rồi. Thì lúc đó những người con mà bị thất bổn tâm này nghe nói cha mình chết thì lúc đó nó buồn thảm, mới nhớ rằng cha mình là cái người mà giỏi có thuốc hay, nếu như mình không uống thuốc của cha để lại thì phụ lòng cha của mình, cho nên mới uống và uống hết bệnh. Đức Phật nói cũng vậy. Thế vậy ta phương tiện nhập Niết Bàn là gì? Những loại chúng sanh bệnh nặng trong cõi ta bà này như chúng ta ở đây, chúng ta khi nghe kinh điển, chúng ta học hiểu lời Đức Phật mà chúng ta không chịu tu, chúng ta phải bệnh hoài cho tới giờ phút này. Và nếu như thời này mà còn Đức Phật nữa, chưa chắc là giờ này chúng ta ngồi trong chùa chúng ta còn đi chơi ở ngoài. Nên mình nghĩ rằng có Đức Phật trong cõi này và chúng ta sanh tâm khinh lờn cái điều đó, cho nên chúng ta không tinh tấn tu hành. Vì vậy Đức Phật mới phương tiện nhập Niết Bàn. Chứ sự thật thì trước Đức Phật nhân đăng
Thì Đức Phật đã có mặt và đã thành Phật và đã giáo hóa chúng sanh rồi. Và tới giờ phút này Đức Phật vẫn luôn hiện hữu với chúng ta, chưa có một phút giây nào mất ở trong cõi ta bà này cả. Do vậy mà trong cái phương tiện Đức Phật nói lên để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà ra đời giáo hóa trước Đức Phật nó chỉ là một phương tiện ngắn ngủi trong một cái quá thân của một cái pháp giới tánh toàn chân. Một quá thân, một ứng quá thân để hiện thân là một con người ở trong cõi này, để tu hành, để thành Phật như một chúng sanh khác, và giáo hóa để rồi nhập Niết Bàn như cái một con người bình thường trong cõi này. Thì chúng ta hiểu điều đó để chúng ta thấy cái giá trị thực của Đức Phật. Đức Phật nói của Phẩm Như Lai Thọ Lượng là mục đích muốn nói lên cái bất sanh bất diệt, cái vốn có sẵn đủ của tất cả chúng sanh đã có từ xưa đến giờ, và không phải bị thời gian, bị hoại diệt, không phải bị sanh, bị tử như cái nhìn của tất cả chúng ta ở đây. Đây là cái phần trùng tụng qua cái phần đầu mà chúng ta đã nói hồi nãy giờ, và tới phần trùng tụng thì Đức Phật lặp lại những cái ý trên. Thì chúng tôi đọc sơ qua cái phần trùng tụng là: từ ta thành Phật lại trải qua các kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn A Tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa vô số ức chúng sanh khiến vào nơi Phật đạo. Đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng sanh vậy, phương tiện hiện nước bàn mà thiệt chẳng diệt độ, thường trụ đây nói pháp. Ta thường ở nơi đây dùng các thứ thần thông khiến chúng sanh điên đảo, dầu gần mà chẳng thấy, chúng thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, thải điều hoài liến mộ mà sanh lòng khát ngưỡng. Chúng sanh đã tín phục ngay thiệt ý diệu hòa, một lòng muốn thấy Phật chẳng tự tiếc thân mạng, giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thú. Ta nói với chúng sanh thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện hiện nói diệt chẳng diệt. Nước khác có chúng sanh lòng cung kính tín nhạo, ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thượng, ông chẳng nghe việc đó, chỉ nói ta diệt độ. Ta thấy các chúng sanh chìm ở trong khổ não, nên chẳng vì hiện thân cho kia sanh khát ngưỡng, nhân tâm kia luyến mộ, hiện ra vì nói pháp sức thần thông như thế. Ở trong vô số kiếp, thường tại núi linh thú và các trụ xứ khác, chúng sanh thấy tận kiếp đốt lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đây yên ổn. Trời người thường đông vầy, vườn rừng các nhà gác, những món báo trang nghiêm, cây báo điều, nhiều bông trái, chỗ chúng sanh vui chơi, các trời đánh trống trời. Thường trỗi những kỹ nhạc, rưới bông mạng đà la, cúng Phật và đại chúng, tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy trái rã. Lo sợ các khổ não như thế đều đầy dẫy, các chúng sanh tội đó, vì nhân duyên nghiệp dữ, quá A Tăng kỳ kiếp chẳng nghe tên Tam Bửu. Người như hòa ngay thiệt, có tu các công đức, thời điều thấy thân ta ở tại đây nói pháp, hoặc lúc vì chúng này nói Phật thọ vô lượng, người lâu mới thấy Phật, vì nói Phật khó gặp. Trí lực ta như thế, huệ mạng sôi vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, tu hành lâu cảm đặng, các ông người có trí chớ ở đây sanh nghi, nên dứt khiến hết hẳn lời Phật thiệt không dối. Như lương y trước khéo, vì để trị cuồng tử, thiệt còn mà nói chết, không thể nói hư dối, ta là cha trong đời, cứu các người đau khổ. Vì phàm phu điên đảo, thiệt còn mà nói diệt, vì cớ thường thấy ta mà sanh lòng kiêu tứ, buông lung ham ngũ dục, xa vào trong đường dữ. Ta thường biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo, tùy chỗ đáng được độ, vì nói các pháp môn, hằng tự nghĩ thế này, lấy gì cho chúng sanh đặng vào huệ vô thượng, mau thành tựu thân Phật. Để chúng ta thấy Đức Phật có lặp lại cái chuyện mà Đức Phật giáo hóa, rồi Đức Phật tạm nhận Niết Bàn. Nhưng Đức Phật cũng có nói một câu, tức là ta dấn ở đây nhưng mà ta giáo hóa chỗ kia. Chỗ kia như mình ở đây thì mình không biết Đức Phật sẽ đi giáo hóa ở đâu nữa. Mình nghĩ là khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là tịch và nhập vào cái chỗ không ngơ đó rồi thôi luôn. Thôi luôn, không còn biết cái gì nữa. Nhưng mà sự thật đối với chư Phật là không có phút giây nào Đức Phật không đi giáo hóa chúng sanh ở mười phương cả. Đó là điều chúng ta phải biết. Cho nên lúc mà nhập Niết Bàn của Đức Phật thì Đức Phật đã luôn đi giáo hóa tất cả các cõi khác rồi. Mà Đức Phật còn biết thêm cái gì nữa? Ta còn biết tâm hành của chúng sanh, nó tu cái gì, nó làm cái gì nữa. Hôm trước chúng ta đã nói rồi, phải không? Tức là lúc nào chúng ta nghĩ ngợi điều gì, lúc nào chúng ta tu tinh tấn, lúc nào chúng ta tu lười mỏi, lúc nào chúng ta làm biến, Đức Phật đều thấy rõ hết. Không sót miếng nào đâu. Cho nên là mặc dù chúng ta không thấy có một cái tác động nào bên ngoài, nhưng mà lúc đó Đức Phật vẫn luôn thấy biết chúng ta một cách rất rõ ràng. Và tùy theo cái căn cơ, tùy theo tình độ của chúng ta mà Đức Phật nâng chúng ta từng chút. Ta thấy rõ ràng cái lòng từ của Đức Phật. Đức Phật hồi trước trong cái buổi lễ mà Phật hành đạo, chúng tôi có nói tới lòng từ bi của Đức Phật. Mà rõ ràng là mình không thể nào mà làm được một cái việc một chút xíu như Đức Phật đâu. Có những người theo Phật, tinh tấn tu hành thì Đức Phật thương không nói rồi, phải không? Những người lười mỏi Đức Phật cũng thương.
Người không theo Phật Đức Phật cũng thương, thậm chí những người chửi Đức Phật, Đức Phật cũng thương. Đức Phật bị người đó chửi, bị người đó thù hằn, Đức Phật vẫn thương. Và Đức Phật chờ đợi một ngày nào đó Đức Phật tác động một miếng cho người đó, và lần lần cái người đó có cái cảm tình đối với đạo Phật, rồi lần lần Đức Phật cũng tác động từ từ để những người đó thương được đạo Phật, rồi tác động từ từ để cho cái người đó quy y được đạo Phật, tôn kính được Đức Phật, và từ từ người đó tu đúng với pháp môn, đúng với đạo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúng ta thấy là cái sự kiên nhẫn chờ đợi và gìn giữ chúng sanh trong từng sát na như vậy nó rất là khó. Mà từ đời này qua tới kiếp nọ, mỗi một đời nhích được một miếng trong tâm người ta thôi. Rồi mình cũng vậy, cho tới giờ phút này chúng ta đã từng đi học Phật, đã theo Đức Phật nhiều rồi, cái công phu tu hành chúng ta là rõ ràng là chúng ta là, tức là một nóng và năm lạnh. Cái tu ngày mà chúng ta làm biến tới 10 ngày sau chưa có tu trở lại được. Giờ Đức Phật cũng chờ đợi mình, cũng nhắc nhở mình bằng kiểu này, nhắc nhở mình bằng kiểu kia, để hồi cái mình giật mình, cái mình tinh tấn lên chút. Cái mình tu được hơi nóng nóng một chút, cái bắt đầu xả cho nó lạnh, tháng sau nữa chúng ta tu lại một chút. Nhưng mà Đức Phật cũng phải kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, kiên nhẫn chờ đợi để chúng ta, Đức Phật nhắc thức điều khác là thêm chút vậy. Thì một đời Đức Phật nhắc đi nhắc lại, tác động điều này, tác động điều kia, tác động điều nọ, để cho chúng ta được tỉnh thêm một miếng. Rồi Đức Phật kiên nhẫn đời sau mình sanh ra, Đức Phật dạy cho mình thêm miếng nữa, và kiên nhẫn dạy đệ như vậy cho tới ngày mình thành Phật, mới trọn trách nhiệm của một chúng sanh. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Thành ra khi mà học đạo, để chúng ta thấy được cái lòng từ bi của Đức Phật thương yêu chúng ta, mà chúng ta phải tinh tấn để đừng có phụ lòng Ngài. Giờ nào dù chúng ta có ngủ, dù chúng ta có thức, dù mình có mê chơi, mình có mê muội cỡ nào, Đức Phật cũng đang dòm ngó chờ đợi để chờ phút giây thức tỉnh chúng ta. Đức Phật dìu dắt chúng ta từng miếng ở trong tâm thức, nâng đỡ chúng ta từng ly từng tí trong từng ý niệm của mình. Khi chúng ta còn là kẻ cực ác thì Đức Phật cũng phải tác động kiểu nào đó chúng ta bớt lần lần. Nhưng mà đời này mà nó không bớt thì qua đời sau phải có cái giá của nhân quả gì đó rồi để nâng trở lại, dìu dắt trở lại, để khi mà một chúng sanh thực sự giác ngộ thì lúc đó Đức Phật mới yên. Chứ còn mà mình còn kiểu này, Đức Phật còn lo mình hoài thì kể ra là Đức Phật cực dữ lắm. Chư Phật mười phương đang từng giờ từng phút từng giây, chúng ta đang được ở trong cái dòng thương yêu thực sự của chư Phật. Chưa có phút giây nào chư Phật và chư Đại Bồ Tát không thương mình, chưa có phút giây nào chư Phật bỏ rơi mình, và không có phút giây nào Đức Phật không biết từng cái ý niệm nhỏ nhiệm trong tâm của mình. Nên là điều chúng ta phải biết mà dè dặt trong cái việc tu tập của mình lại, chúng ta cố gắng để đền trả lại cái ơn lớn của chư Phật, luôn luôn lo lắng, luôn luôn bảo bọc, luôn luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng ta từng giờ từng phút từng giây giữa cuộc sống này. Đó là điều để chúng ta phải biết. Và thế cái phẩm kế là phẩm phân biệt công đức thứ 17. Lúc bấy giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng kiếp số dài lâu như thế, vô lượng vô biên vô số chúng sanh đặng lợi ích lớn. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát A Dật Đa, lúc ta nói Đức Như Lai thọ lượng dài lâu như thế, có 680 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa chúng sanh đặng vô sanh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội đặng môn văn trì Đà La Ni, lại có một giới vi trần số Đại Bồ Tát đặng trăm nghìn muôn ức vô lượng triền Đà La Ni, lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, lại có nhị thiên trung thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh, lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát tám đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát bốn đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có ba tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có hai tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát hai đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có một tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát một đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có tám thế giới vi trần số chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Đức Phật nói, các vị Bồ Tát đó đã đặng pháp lợi trên giữa hư không rưới hoa mạng Đà La, hoa ma ha, mạng Đà La để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa, sư tử dưới cội cây báo và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Phật trên tòa, sư tử trong tháp bãi báo cùng rải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng, lại rưới bột gỗ chiên đàn trầm thủy hương vân vân trong hư không, trống trời tự nhiên kêu tiếng hay sâu xa.
lại rải nghìn thứ thiên y, thồng các chuỗi ngọc chân châu, chuỗi châu mani, chuỗi châu như ý khắp cả chính phương, các lò hương báo đốt hương vô giá, tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng. Trên mỗi đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lọn thứ đều mà lên đến trời phạm thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay cao vô lượng bài tụng ngợi khen các đức Phật. Khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng về phía đức Phật mà nói kệ rằng. Ở đoạn này chúng ta thấy là sau khi nghe phẩm Như Lai Độ Lượng thì hằng hà sa số chư vị đã chứng quả, tức là chứng từ cái Triền Đà La Ni, chứng tất cả các pháp môn vô sanh pháp nhẫn Đà La Ni vân vân, và thậm chí có những người còn một vài đời nữa là chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đã thành Phật. Thì điều này rất là hy hữu, đúng không? Từ trước đến giờ, trong tất cả các thời trước, tức bài trước, là chưa có cái phẩm nào sau cái phẩm nói chuyện có người chứng quả đông như thế này. Bất quá là họ chứng thanh văn duyên giác hoặc là Bồ Tát, nhưng mà ở đây chứng tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn. Và tất cả những cái tam muội, những cái Đà La Ni này là những cái chỗ tâm chứng rất là sâu của tất cả các vị đại Bồ Tát, mà số lượng đó là hằng hà sa số, chứ không phải là một hai vị, không phải là một hai nhóm, mà khắp tất cả mọi nơi đều có chư vị Bồ Tát đã chứng quả. Cho nên hôm trước chúng ta nói là cái chuyện thuyết pháp Đức Phật, không? Tức là Đức Phật mà khi thuyết pháp thì không phải là Đức Phật nói tiếng cho người Ấn Độ nghe, hôm trước điều này chúng ta nói rồi, mà lúc Đức Phật nhập trong pháp giới tánh, Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật dùng ngôn ngữ gốc để thuyết pháp. Thì như vậy là tất cả chư vị Bồ Tát ở mười phương đồng thời nghe một lượt, đồng thời nghe một lượt. Tất cả những người ở mười phương pháp giới nghe Đức Phật thuyết pháp giống như Đức Phật đang nói chuyện với chính mình. Tất cả những vị tỳ kheo ngồi trong hội chúng đó cũng vẫn thấy Đức Phật đang nói với mình. Tất cả những người cõi trời, cõi rồng, Atula, Dạ Xoa, Càn Thất Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già cũng đều thấy như thế, cũng đều thấy Đức Phật đang nói cho riêng mình. Và trong một thời pháp như vậy của Đức Phật thuyết ra thì tất cả những người trong chúng hội đó gọi là tùy căn cơ trình độ mà họ thọ dụng khác nhau. Vì vậy mà trong pháp hội này có những vị đại Bồ Tát trong một đời nữa là chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có những vị là hai đời, ba đời, bốn đời vân vân. Và những vị đã đạt sâu vào tất cả những thiền định, những cái tham muội mà rõ ràng trong cõi này không có. Đúng không? Tức là trong cái cõi mà Đức Phật đang thuyết pháp là 1250 vị tỳ kheo nghe trong cái thời kinh Pháp Hoa là không có chuyện đó đâu. Không có chứng được như Đức Phật nói ở đây. Thì những người mà được chứng như Đức Phật nói đây là không phải là những người trong cõi này. Và chính trong lịch sử Ấn Độ không có những người chứng như vậy. Không có, hoàn toàn không có. Thì vậy là Đức Phật không phải là Đức Phật nói chuyện không có. Trí tuệ Đức Phật thì Đức Phật thấy nổi điều này. Cho nên ở đây là Đức Phật nói. Thường thường quý vị thấy cái điều lưu thông của đại chúng, cứ nghĩa là sau khi Đức Phật nói bản kinh này thì là toàn thể đại chúng đều hoan hỷ, tin nhận, phụng hành vân vân, đúng không? Kết thúc bản kinh nào đó thì chúng ta thấy điều này. Nhưng mà sau khi Đức Phật nói phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi thì lúc đó Đức Phật lại nói khi đó Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc Bồ Tát. Có nghĩa là điều này không ai có đủ sức để thấy cả, chỉ có Đức Phật thấy mà thôi. Nhưng mà không phải là không có. Lúc đó khắp ở mười phương pháp giới tất cả các vị Bồ Tát đang nghe Đức Phật thuyết pháp đều chứng đạo cả. Nhưng mà cái người Ấn Độ, tức là tất cả những vị tỳ kheo cũng như Phật tử của Ấn Độ thời đó đang nghe Đức Phật thuyết pháp đó thì họ chỉ nhận hiểu, cũng có một số vị ngộ đạo chứ không phải là không, nhưng mà số lượng nó rất là ít. Vì pháp hội là 1250 vị tỳ kheo, bắt quá cho thêm 5-3 ngàn Phật tử nữa là cùng. Nhưng mà ở đây là hằng hà sa số vị Bồ Tát đã chứng quả. Thì điều này mới nói lên là cái bài thuyết pháp mà hôm trước mình nói. Hôm trước mình nói là không phải Đức Phật nói pháp, là Đức Phật chỉ nói là cái người Ấn Độ nghe trong cái cõi phàm này, không phải như vậy. Mà lúc Đức Phật thuyết pháp là Đức Phật dùng ngôn ngữ gốc để cho tất cả chúng sanh ở tất cả các cõi nước, họ nghe bằng kiểu nào thì họ cảm nhận Phật pháp bằng kiểu đó, đúng không? Người thì nghe bằng âm thanh, người thì nghe bằng ánh sáng, người nghe bằng chấn động vân vân, thì tất cả các cõi đó đều nghe kiểu đó để được ngộ đạo. Thì Đức Phật dùng cái ngôn ngữ đó tác động đến cõi đó bằng âm thanh, ngôn ngữ của chính họ, mà họ nghe cứ nghĩ rằng Đức Phật đang ngồi trước họ để thuyết pháp. Trong một thời Đức Pháp, Đức Phật như vậy, chứ không đơn giản như chúng ta là ngồi đây thuyết pháp cho mấy người này nghe. Bắt quá là băng phát hành thì những người nghe tiếng Việt Nam mới nghe được tiếng mình, còn có người mà nghe tiếng Việt Nam không được là coi như không nghe được bài pháp. Nhưng Đức Phật thì đặc biệt là người nào ở cõi nào, ở nước nào mà học pháp hướng về Đức Phật đều nghe được cả. Đây là điều dễ sợ trong cái thần lực của Đức Phật thuyết pháp. Cho nên đến giờ phút này cái người thành Phật đạo, những người chứng đạo quả đều được Đức Phật nói, chứ các vị đại Bồ Tát không hiểu nổi. Thật sự là các vị Bồ Tát không hiểu nổi cái chuyện thành Phật và một bài thuyết pháp Đức Phật như thế nào.
Cho nên chúng ta thấy hiểu đến Đức Phật rồi, một bài thuyết pháp của Đức Phật thôi là lợi lạc khắp mười muôn ức cõi, không phải là lợi lạc cho chúng hội đâu. Và đây là cái điều sự thật, điều sự thật diễn ra. Nếu thực sự người nào một lần mà nhập được trong pháp giới tánh thì chúng ta sẽ thấy biết được điều này. Vì cái phút chốc mà trước chúng tôi nói là cái phút chốc người nhập tánh đó là phút chốc rực sáng, mà ở mười phương sẽ thấy nó sáng hơn ánh sáng của mặt trời nữa. Cho nên lúc đó đã thông tâm của chính bản thân của người đó. Nên vị nào mà hiểu tường tận cái câu mà ở trong tịnh độ á, là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm, sáu, bảy ngày mà niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà khi người đó lâm chung á thì Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Chúng ta hiểu sâu được điều này thì chúng ta sẽ thấy được một cái điều là một người khi chết được cái thân ngũ uẩn thì rực sáng che chắn cả tất cả ánh sáng khác, khiến cho giống như là trong mấy quyển kinh khác là diễn tả mà Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai khi thành Phật, cái gì thấy không? Ở mười phương cõi nước có những cõi là họ từ xưa giờ họ sống chung một cõi đó mà họ không thấy nhau. Bây giờ khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật thì sáng rực lên khiến cho họ thấy nhau. Thì họ thấy rồi, ủa sao tự nhiên cái cõi mình có nhiều người như vậy? Giống như ở đây đèn tắt mà không thấy gì, nhưng mà khi bật đèn sáng mình thấy người ngồi đây. Thì lúc Đức Phật thành Phật sáng rực như thế. Và người nào một phen nhập pháp giới tánh cũng được cái năng lực đó. Do đó phút chốc mà tất cả những người bị công phu bế tắc ở các cõi, họ bắt đầu hiểu cái người đang phá vỡ cái bế tắc của tự tâm của mình. Họ thông được. Và phút giây nhập tánh đó phước báo họ khủng khiếp lắm. Vì vậy mà được chư Phật mười phương bảo hộ. Cho nên chúng ta thấy một người tu thiền, chúng ta thấy bình thường, không có cầu Phật, không có cầu cái gì, và gần như chúng ta thấy cũng không có làm gì phước báo cả. Nhưng mà từng giờ từng phút từng giây khi một người đó tọa thiền nhập định là từng giờ từng phút từng giây tăng trưởng phước báo rồi. Mà tới ngày mà vị đó thực sự nhập trong pháp giới tánh thì phúc báo vô lượng vô biên. Phúc đó là phúc đã nhập với pháp giới rồi. Và phút giây nhập pháp giới thì đã thông được những bế tắc của chính mình. Phút giây đã thông được những bế tắc trong tâm thức của một chúng sanh để vọt ra khỏi cái tam giới này. Thì tất cả những cái vị đang tu bế tắc ở các cõi đều được nghe điều này. Nếu họ hướng về, họ thấy ánh sáng và hướng về, thì lúc đó họ cảm nhận được cái thoát của một người đang thoát này. Họ có thể họ thông, lúc đó họ sẽ thông. Và đó là bài pháp mà sử dụng thực sự bằng ngôn ngữ gốc, không thông qua ngôn ngữ của một chúng sanh bình thường. Người nào biết tới cảnh giới này thì người đó sẽ thấy được rực sáng một cõi, không phải đơn giản đâu. Và những người kia cũng siêu, thậm chí cả những người ở cõi âm chung quanh người đó, chung quanh khu thiền thất của người đó, phút giây rực sáng này những người kia cảm nhận được cái phúc báo này, họ được siêu luôn nữa. Đây là điều rất là dễ sợ, chứ không phải là cầu siêu chú nguyện không cần. Nhưng mà phút giây người này một lần thoát ra cái thân phận của chúng sanh để nhập vào cảnh giới pháp giới tánh là lúc đó đã thoát ra thân phận chúng sanh rồi. Ánh sáng đó, phước báo đó, năng lực đó làm tiêu tán tất cả những nghiệp thức, những người chung quanh và những người đang hướng về. Do vậy người ta được cảm nhận cái đó mà siêu thăng. Những cái vong linh ở chung quanh họ được siêu. Vì vậy quý vị thấy ở một cái chùa nào, ở một nơi nào mà có một vị chứng đạo thì quý vị bước vô đó, quý vị nghe cái khí nó khác. Vì sao? Vì những cái vong linh chung quanh đó đã được siêu. Và năng lực tự tánh đó chuyển cái vùng đó, biến cái khí đó thành khác liền. Cho nên chúng ta đến một cái chùa có một người tu chứng, chúng ta thấy khác. Chúng ta sẽ thấy khác. Cái khí đó nó sẽ biến cái vùng đó trở thành một cái khí không phải bình thường. Và nếu những người mà sáng đạo họ đi nhanh, họ nhìn thấy. Chư tổ ngày xưa thường thì trên đường đi các vị nhìn thấy cái chỗ đó có mây ngũ sắc hiện, mà rõ ràng đó là cái điều có thật. Cái mây ngũ sắc hiện. Cái vị gì trong lịch sử Phật giáo mà hay ăn thịt chó gì? Lỗ Trí Thâm. Trong lúc Lỗ Trí Thâm đang chơi giỡn với những cô gái bán hoa thì có một vị thiền sư dẫn thần thông bay ngang, đi bằng thần thông, và nhìn thấy trong cái đoạn đó của những người nữ đó lại có vần mây ngũ sắc. Để sợ chưa? Đáp xuống kêu ông ra nói chuyện. Nó tại sao ông tu tập vậy, ông còn vô đây? Ông nó đi chỗ khác chơi, nhưng chỗ tao luyện tâm mà. Dễ sợ chưa? Cho nên chỉ có những người ở trong cảnh giới đó mới thấy nhau. Tức là mặc dù họ ở trong cảnh giới đó, nhưng mà cái vần sáng của họ chỉ những người mà
lột cặp mắt trần mình ra mới thấy nổi. Chứ còn mình nhìn bằng cặp mắt phàm phu mình không thấy nổi cái rực sáng của họ đâu. Và một người tu khá một chút nhìn chúng ta, chúng ta khởi một cái niệm ác thì tự nhiên cái mặt chúng ta có cái vần tối. Khởi một cái niệm gian xảo tự nhiên cái mặt chúng ta có một cái vần. Ví dụ như chúng ta khởi cái tà tâm, tự nhiên cái vần xanh nó sẽ hiện. Tức là người ta gọi là nhìn cái phách của mình mà người ta biết. Như vậy là cái tỏa sáng của một người ở trong tự tánh nó rất là lớn. Nó phá vỡ hết tất cả những khí xung quanh, nó hiện lên một vần sáng đó mà người ta có thể thấy được. Đó là điều cho chúng ta phải biết. Cho nên cái phút giây của người nhập tánh là khủng khiếp lắm. Và như vậy chỉ có Đức Phật mới hiểu nổi cái chuyện của mình. Và sau cái phẩm mà Đức Phật nói cái Như Lai Thọ Lượng này, thì những cái vị Bồ Tát ở mười phương chứng đạo thì rõ ràng trong cõi Ấn Độ không ai biết. Các vị Đại Bồ Tát không biết nổi luôn. Các vị mà có trong pháp hội của Đức Phật ngồi tại đó không biết nổi. Chứ trừ những vị mà Đại Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm gì đó, thì mấy vị đó biết chuyện này. Biết chuyện này. Lúc đó Ngài Dĩ Lặc biết không nổi luôn. Lúc đó Ngài Dĩ Lặc không thấy, cho nên Đức Phật mới nói. Chứ còn nếu trong đại chúng có người thấy là đã đứng ra nói rồi, đúng không? Nhưng mà không ai thấy hết. Và đây là một cái điều lạ nhất trong bản kinh, mà từ trước đến giờ là sau bản kinh Đức Phật nói cái thành tựu của bài pháp của mình. Chứ trong tất cả các bản kinh khác là chúng ta không bao giờ gặp. Cái gì thấy không? Ví dụ như sau bản kinh này, tức là sau khi Đức Phật nói kinh này thì toàn đại chúng đều hoan hỷ tính sự phụng hành, đúng không? Đảnh lễ Đức Phật rồi lui, vậy thôi. Cái phần lưu thông nó hoàn toàn không có. Nhưng mà đây là cái điều rất đặc biệt của kinh Pháp Hoa, mà nếu chúng ta đọc qua, nếu chúng ta không để ý, chúng ta không thấy nổi điều này. Và lần trước cũng may là chúng ta đã nói cái chuyện thuyết pháp Đức Phật rồi, đúng không? Đó, chúng ta đã nói là Đức Phật tùy căn cơ, tức là tùy căn cơ, không phải là mình thông minh, mình là đần độn, mà Đức Phật tùy theo căn cơ đó là Đức Phật nói. Tùy căn cơ đó là tùy căn cơ của tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới này. Có những cái cõi mà toàn là các vị Bồ Tát không? Có những cái cõi toàn là cái vị Thanh Văn không? Thì như vậy là Đức Phật cũng dùng năng lực của mình trong lúc Đức Phật đang thuyết bài pháp đó thì cũng đang thuyết cho mấy vị kia nghe. Chứ không phải thuyết ở đây rồi đi thuyết chỗ khác, Đức Phật quay đi quay lại hoàn toàn không có. Đức Phật vẫn ngồi tại chỗ đó. Khi mà một ngôn ngữ thuyết ra ở đây, một câu nói thuyết ra ở đây là Đức Phật đã dùng ngôn ngữ gốc thuyết hàng ngàn câu, hàng triệu câu cho các vị cõi kia rồi. Là sử dụng ngôn ngữ gốc mà hôm trước mình nói là một chớp mắt chúng ta là có 20 đại niệm, phải không? Mỗi một đại niệm là 16.789.000 lần sanh diệt. Thì vậy là một chớp mắt chúng ta có mấy tỷ lần sanh diệt trong đó. Và ở trong cái ngôn ngữ gốc đó, Đức Phật dùng cái đó để thuyết pháp. Và nói hàng tỷ tỷ câu rồi thì mới có một câu cho cái người phàm phu ở cõi Ấn Độ nghe trong lúc đó. Thì cái người phàm phu trong cõi Ấn Độ cứ nghĩ là Đức Phật đang nói pháp cho mình, nhưng thực sự Đức Phật đã thuyết cho các cõi. Do vậy mà sau thời pháp này thì các cõi thành tựu vô thượng bồ đề, các cõi chứng được cái quả vị này quả vị kia mà trong hội chúng này hoàn toàn không biết. Cho nên Đức Phật mới nói ra ở đây, Đức Phật mới kể ra ở đây là đã có 80.000 ức hằng hà sa chúng sanh đặng vô sanh pháp nhẫn nè, rồi 1.000.000 ức vô lượng đạt được, 100.000.000 ức vô lượng đạt được triền đà la ni nè, rồi lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số đại bồ tát chứng pháp thân bất thoái, vân vân. Tức là những quả vị tu này thì rõ ràng là cái người ngồi nghe pháp ở tại đó không ai biết hết. Chúng ta ngồi để Đức Phật nghe Đức Phật thuyết hết cái bài này thì cũng có một số nghề vị hiểu, số vị nhận ra cái đạo lý mà Đức Phật nói. Chứ trong đại chúng đó là không có cái vị Bồ Tát nào mà được Đức Phật kể ở đây để chứng quả. Và rõ ràng cái số lượng mà những người đã chứng Đại Vi Trần Bồ Tát, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Bồ Tát vân vân, đã chứng quả này, chứng quả kia, chứng quả nọ, Đức Phật không nói ở cõi nào, đúng không? Thì là điều đó để thấy rằng tất cả các cõi, tất cả mười phương cõi nước hướng về Đức Phật để nghe pháp, trong lúc đó họ được chứng đạo hết. Dễ sợ như vậy. Thì đây là cái phẩm mà hồi nãy tôi nói là phẩm cao nhất trong cái bản kinh Pháp Hoa này, tức là về lý luận, về ngôn ngữ, về cái năng lực của Đức Phật được thể hiện trọn vẹn trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này. Cho nên thuyết xong bài pháp này thì những vị đã chứng quả và chỉ còn một đời nữa là thành Phật. Có những vị là hai đời thành Phật, có những vị ba đời, bốn đời thành Phật. Thì điều này là một điều rất là hiếm có trong tất cả các pháp hội vốn có ở trong cái cõi này. Không bao giờ có. Đa số chúng ta đọc cái lịch sử của Phật giáo thì trong bài pháp đó thì có những vị chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, phải không? Thì hội chúng biết. Cái những vị đệ tử lớn của Đức Phật thì thấy người này chứng quả, người kia chứng quả thì các vị đó biết. Hoặc là chính Đức Phật nói người đó chứng quả, dẫn chứng người đó nó chứng quả này, chứng quả kia trong pháp hội thì người này người kia biết. Còn đối với cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này là cái chỗ chứng quả chư đại Bồ Tát là rõ ràng người phàm phu chúng ta không cách nào biết nổi. Chúng ta trong bây giờ hiểu rõ một bài pháp của Đức Phật
Nếu mà chúng ta hiểu rõ được bài pháp Đức Phật như cái lần kỳ rồi chúng ta nói, thì đến đây chúng ta sẽ hiểu được điều này. Đây chúng ta sẽ hiểu được điều này là cái người thành Phật như thế nào. Thật ra chúng ta thấy là cái công đức, công đức của một Đức Phật thuyết pháp không đơn giản. Chúng ta nói lại từ trước đến giờ, cũng vì cái chuyện mà chúng tôi đã gặp rất là nhiều người xưng là mình thành Phật này nọ nơi kia, cho nên buộc tôi phải nói nhiều về cái chuyện thành Phật, năng lực, cái trí tuệ của Đức Phật. Thực sự nếu một người đó đã chứng quả và có thể thành Phật thì họ phải hiểu nổi năng lực này. Hiểu nổi năng lực này, người đó có khi ngồi đây và có thể nói chuyện, đang nói chuyện với mình ở đây nhưng mà cũng đang thuyết cho chư thiên nghe được thì mới hy vọng người đó thành Phật. Còn chưa được như vậy thì thôi, chúng ta khoan hãy tin người đó thành Phật. Thì đó là điều để chúng ta, cái người học Phật chúng ta hiểu thêm, để cho chúng ta đừng có bị lầm. Vì rõ ràng là trong cái thời điểm này nhiều người xưng Phật quá, và thậm chí họ còn hơn Phật, họ nói họ hơn Phật nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta chỉ cần xác định lại với người đó hơn Phật một câu thôi là chúng ta biết liền. Ví dụ như bây giờ ông thử ông ngồi đây ông thuyết pháp cho ông anh tôi ở Mỹ nghe giùm anh tôi đang hướng về đó, thuyết pháp thử coi ông nghe nổi không. Nếu làm được như vậy thì tin ông thành Phật á. Vì Đức Phật đã nói pháp cả là mười phương cõi nước nghe, mà những người muốn nghe đạo là đều nhận được hết, đều được Đức Phật y như ngồi trước mặt mình để rót vô tâm mình, từng lời từng chữ không rơi ra bên ngoài. Nếu có người hướng về Đức Phật để nghe pháp trong cái thời đó là đều được hưởng cái đó cả, và tất cả mười phương cõi nước đều được hưởng cái điều đó cả, y như Đức Phật rót vô tâm mình. Như vậy là người xưng thành Phật thì họ làm được điều đó thì chúng ta sẽ chấp nhận họ sẽ lại họ được. Nếu mà ngồi đây mà nói chuyện cho cái người ở bên Mỹ nghe được để họ ngộ đạo, họ chứng quả thì chúng ta chấp nhận. Cho nên học điều này để chúng ta thấy cái việc thành Phật của Đức Phật không đơn giản. Một bài pháp của Đức Phật cho tới giờ phút này chưa có một cái vị nào trong cõi này làm được bằng một phần tỷ lý thừa tỷ của một cái thời pháp của Đức Phật cả. Cho nên cái phước không có lớn. Khắp mười phương pháp giới là khủng khiếp. Chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã chứng quả, đã thành đạo rất là đông, đông cho tới thế không thể nào mà có thể tính đếm được. Như vậy chúng ta mới thấy là cái năng lực của Đức Phật nó lớn ở cái ngành nào. Ở đây thì sau khi Ngài Di Lặc Bồ Tát nghe Đức Phật nói về việc chứng quả của các vị Đại Bồ Tát ở mười phương, thì đứng dậy trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng về phía Đức Phật mà nói: kệ Phật nói pháp ít có, từ xưa chưa từng nghe, Thế Tôn có sức lớn, thọ mạng chẳng thể lường. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt nói đặng pháp lợi đó, vui mừng đầy khắp thân, hoặc trụ bậc bất thoái, hoặc đặng Đà La Ni, hoặc vô ngại nhạo thuyết muôn ức triền trọng trì, hoặc có cõi đại thiên số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều nói được pháp luân bất thoái chuyển. Hoặc có trung thiên giới số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên giới số vi trần Bồ Tát, còn dư lại tám đời sẽ đặng thành Phật đạo. Lại có 4, 3, 2 tứ thiên hạ như thế số vi trần Bồ Tát, theo số đời thành Phật. Hoặc một tứ thiên hạ số vi trần Bồ Tát, còn dư có một đời sẽ thành nhất thiết trí. Hàng chúng sanh như thế nghe Phật thọ dài lâu, đặng vô lượng quả báo, vô lậu, rất thanh tịnh. Lại có tám thế giới số vi trần chúng sanh nghe Phật nói thọ mạng, đều phát tâm vô thượng. Thế Tôn nói vô lượng, bất khả tư nghị pháp, nhiều được có lợi ích như hư không vô biên. Sưới hoa thiên mạng đà, hoa ma ha mạng đà, thích phạm như hằng sa. Vô số cõi Phật đến, rưới chiên đà trầm thủy, lăng xăng loạn xả xuống, như chim bay liện xuống, rải cúng dường Đức Phật, trống trời trong hư không, tự nhiên vang tiếng màu, áo trời nghìn muôn thứ, xoay chuyển và rơi xuống, các loại hương đẹp báo, đốt hương quý vô giá, tự nhiên đều cùng khắp, cúng dường các Thế Tôn. Chúng Đại Bồ Tát kia, cầm phan lộng bãi báo, cao đẹp muôn ức thứ, thứ lớp đến phạm thiên. Trước mỗi Đức Phật tràn báo che phan tốt, cũng dùng nghìn muôn kệ cao vịnh các Như Lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có, nghe Phật thọ vô lượng, tất cả đều vui mừng. Phật tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sanh, tất cả đủ căn lành để trợ tâm vô thượng. Chúng ta thấy Ngài Di Lặc Bồ Tát bắt đầu lặp lại cái điều Đức Phật đã nói, và nói tới cái việc cúng dường. Chúng ta thử tưởng tượng nha, nếu mà ngồi đây chúng ta thấy cái hoa rải cúng dường mà tràn ngập thì chắc là cả thế giới gồm về đây để nghe pháp rồi.
Và ở Ấn Độ cũng vậy thôi, nếu mà ngày xưa thấy hoa rải rồi cái mùi hương chiên đàn, mùi hương chiên đàn thì cũng có thể có, mùi hương chiên đàn thì thỉnh thoảng nếu mà chúng ta tu tốt, chư thiên đôi lúc có cúng dường, và thỉnh thoảng chúng ta tự động nghe mùi hương đó mà chúng ta không biết ở đâu, cứ nghĩ rằng chung quanh mình có người sức dầu thơm nhưng mà thực sự không phải. Lúc tâm chúng ta thanh tịnh thì chư thiên hay có làm việc đó, việc đó xảy ra cũng thường thôi, việc đó thì bình thường. Nhưng mà nói rải hoa thì rõ ràng là chúng ta không thấy nổi với mắt thường tình của mình đâu, chỉ có phải nói là cái người mà lột đi cái mắt trần rồi mới thấy nổi. Tức là khi thực sự thì bất kỳ một cái thời pháp nào của chư Phật ngày xưa cũng có Long Thiên Hộ Pháp gìn giữ thủ hộ đầy trên hư không, và lúc thuyết pháp thì chư thiên rải qua cúng dường đầy thật sự nha. Và hoa của cỡ trời không phải như bông hoa của mình cho nên mình không thấy nổi, mình không thấy nổi. À, đó là những ánh sáng, những màu hoa, những ánh sáng mà chỉ có cái người mà đã vượt qua cõi trời á, tức là cái thấy biết phải qua cái lớp vật chất này. Khi nào mà cái thấy chúng ta mà đừng có bị lệ thuộc trong vật chất, chúng ta sẽ thấy bông hoa Đức Phật rải cúng dường nha. Đây là cái điều sự thật nha, có đó. Nhưng mà mình chỉ còn cái là mình nhìn bằng mắt phàm, chúng ta chỉ thấy cái vật lý, cái hiện tướng chúng ta thấy thôi. Nhưng mà ở cõi trời thì không sử dụng vật chất như mình, cho nên hoa của họ cũng không phải là theo cái kiểu mà nở tàn như cái kiểu của mình. Đó là điều chúng ta phải thấy. Và ở đây diễn tả là chư Đại Bồ Tát dùng phan lộng tràng phan bảy báo mà đầy khắp cả hư không, nhưng mình ngồi mình có thấy ai đâu và chư Tăng cũng như Phật tử ở Ấn Độ thời đó cũng không thấy những cái chuyện này. Mà nếu sự thật chuyện này mà có một người dân thấy thôi là họ đồn cái chỗ thuyết pháp Đức Phật là đầy hết nhưng mà đó là cái điều sự thật, đó là sự thật nha. Và nếu người nào một lần thấy được hoa này thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ nghe được Đức Phật đang nói pháp cho mình. Đức Phật đang nói pháp cho mình hiện tại đây, ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe được, và chính ngôn ngữ đó Đức Phật đã rót vào tai mình. Người nào một lần thấy được hoa có chư thiên rải để cúng dường chư Phật, thấy được lộng báo của chư vị Đại Bồ Tát thì quý vị sẽ thấy được, sẽ nghe được Đức Phật thuyết pháp cho mình một lần. Không phải Đức Phật nói một mình cho mình một lần đâu, không phải một Đức Phật nói cho mình đâu, mà hằng hà sa số Đức Phật đang thuyết pháp ở tất cả các cõi, chúng ta một lần cũng có thể học được luôn nếu một lần chúng ta thấy. Và muốn như vậy thì mắt chúng ta phải thoát khỏi cái thấy nhìn vật chất. Một phen mà chúng ta nhìn bông, nhìn hoa, nhìn cây, nhìn cảnh trước mặt chúng ta một lần, mà mắt chúng ta không còn phải thấy khác biệt giữa các vật chất này. Không phải thấy không thấy khác biệt là nó dùng một đống, không phải như vậy. Tất cả mọi thứ đều hiện hữu với chính nó, nhưng mà chúng ta nhìn không phân biệt, không còn phân biệt nữa, thì lúc đó là sẽ có mưa hoa rải xuống cúng dường liền. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này, và thấy rõ là kỹ nhạc ở tất cả các cõi hiện ra nó còn hay gấp ngàn lần tiếng chim đang hót cho mình nghe. Tức là chư thiên lúc đó sẽ cúng dường. Nếu một người một lần mà thấy, mà lọt khỏi cái tầng của vật chất, qua cái lưới của vật lý này, cái thấy mà chúng ta không còn bị vì vật chất mà chúng ta thấy, chúng ta thấy mà không phải là thấy cái vật hiện hữu trước mặt chúng ta nữa. Mặc dù tất cả mọi cái nó là như vậy trước mắt chúng ta, nó là như vậy trước mắt chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn bằng cái khác chứ không phải bằng con mắt. Thì lúc đó tự động chúng ta thấy là cái pháp hội Đức Phật hiện ra liền với mình. Lúc đó là pháp hội pháp hoa sẽ hiện ra, và tiếng nói Đức Phật sẽ lồng lộng ở nơi mình liền. Không tin nổi điều này không? Không tin để đó. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Dật Đa, có chúng sanh nào nghe Đức Phật thọ mạng dài lâu như thế, nhận đến có thể sanh một niệm tính giải, đặng công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, trong 80 muôn ức na do tha kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, từ trí huệ ba la mật, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng kịp một, nhẫn đến tính điếm thí dụ không thể biết được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có công đức như thế mà thoái thất nơi vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quyết không có lẽ đó. Ở đây bắt đầu nói công đức của người tin được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này thì hơn cái người tu ngũ ba la mật.
ngũ độ tu la mật, chỉ trừ trí huệ ba la mật thôi nha, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thôi. Mà trí huệ thì nói khác. Khi cái người có trí huệ thực sự gọi là trí huệ ba la mật thì họ sẽ thông thấu được 10 phương pháp giới này một lượt, không có cái gì sai chạy với họ, không có cái gì lầm lẫn với họ. Một phen mà đã nhập trong pháp giới tránh thì cái trí tuệ bắt đầu phát sanh, thì họ thấy được cái sự bình đẳng thanh tịnh của pháp giới này, bình đẳng thanh tịnh của tất cả chúng sanh, và thấy được, nghe được tất cả bài pháp của chư Phật mười phương. Và lúc đó họ trực tiếp học được tất cả bài pháp đó, gọi là khai tuệ thực sự. Người đó sẽ biết được nhiều chuyện. Một phen đã sanh được trí huệ đó rồi, tức là khi chúng ta tu mà năm cái độ trước chúng ta khai được cái trí huệ ba la mật rồi thì chúng ta sẽ có được điều này. Cho nên cái công đức mà Đức Phật nói ở đây, người nào chỉ cần tin hiểu, tin cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này thôi là phước báo chúng ta tràn ngập khắp tam thiên đại thiên thế giới này liền, hơn những người tu bố thí ba la mật, hơn những người trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật và thiền định ba la mật. Và người đó không bao giờ bị thối thất cái đạo quả vô thượng bồ đề. Nhưng mà sự thật thì người nào hiểu được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này, tức là lòng tin thanh tịnh, tức là nghe mà tiếp nhận. Chúng ta phải không phải tin bằng cái hiểu của tâm thức này một lần. Bây giờ chúng ta tin là chúng ta chấp nhận vì điều này là đúng với chân lý, đúng không? Chúng ta còn chấp nhận ở nơi tâm thì chưa phải là tin thanh tịnh nha chứ. Nên nhớ điều này. Chúng ta gật đầu, chúng ta chấp nhận cái điều này là đúng, gật đầu chấp nhận điều kia là phải, vân vân. Thì như vậy là chúng ta chưa có lòng tin thanh tịnh đúng nghĩa như Đức Phật đã nói trong kinh này. Vì chúng ta vẫn còn bị thối thất đạo quả vô thượng bồ đề. Và chúng ta tin, chúng ta nhận, chúng ta hiểu đúng như trong kinh nói, chúng ta gật đầu chấp nhận và trong lòng chúng ta đủ lòng tin như thế này, thì chúng ta không thể so sánh nổi với các vị tu lục độ ba la mật rồi. Bố thí ba la mật 1000 đời nữa mình chưa theo kịp, đúng không? Tin như vậy chúng ta theo không kịp. Nhưng có một lần nào đó chúng ta tin mà không phải là do cái sự chấp nhận của tâm thức này nữa, không phải là chúng ta hiểu điều này, không phải điều này đúng, điều này là chân lý, và còn chúng ta ngồi đó để chấp nhận, thì lúc đó chúng ta mới hơn các vị tu bố thí, trì giới, thiền định, nhẫn nhục kia. Còn nếu bây giờ chúng ta vẫn còn chấp nhận cho nó là đúng, cho nó là sai với mình, thì chúng ta không thể bằng nổi, nghe chưa? Thế đừng có nói là bây giờ mình nghe, bây giờ mình chấp nhận, mình hiểu, mình gật đầu là mình ngon hơn mấy vị kia, thì không phải như vậy. Tức là lòng tin chúng ta chưa thanh tịnh, vì tâm chúng ta vẫn còn có một sự so sánh phân biệt để chúng ta lấy bỏ nơi tâm chúng ta. Có nghĩa là chúng ta còn là con người để nghe pháp, còn ngã còn pháp nơi đó thì không có thể so sánh được với một người bố thí ba la mật. Chúng tôi nói sơ một người bố thí ba la mật để quý vị thấy trong kinh Kim Cang chúng tôi đã nói rồi. Và một người bố thí ba la mật không phải là như mấy phẩm trước mình cũng có lần nói, không phải là đem quốc thành thê tử là vợ con nhà cửa tôi tới rồi đem bố thí cúng dường, không phải như vậy. Mà người bố thí ba la mật là tất cả những cái của trần gian này một phen nơi tâm họ không còn vướng lại một biến nào nữa. Đó là tình cảm của cha mẹ, tình cảm của vợ chồng, của con cái, những cái tâm mê đắm trong tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, trong ăn, trong ngủ, và tất cả mọi cái với họ một phen không còn vướng mắc nữa, thì người đó mới gọi là bố thí ba la mật. Chứ không phải chúng ta đem hết nhà hết của chúng ta đi bố thí gọi là bố thí ba la mật. Chúng ta nên hiểu lại điều này. Thì vậy là cái phước báo của một người không vướng lại trần gian này là khủng khiếp rồi, mình không so sánh nổi đâu. Bây giờ ví dụ như mình đem tiền mình đi bố thí thì cũng muốn người này biết, muốn người kia biết, muốn không? Muốn như mọi chứ. Đăng báo mà khen bệnh cái đài tự nhiên thông báo bữa đó cái chị Nguyễn Thị A lợi nguyên cái làng này cất cái trường học cho cái đám học sinh, thì nhà nước cũng là cảm ơn, nhà trường cảm ơn vân vân, thì lúc đó mình nghe vui không? Vui chưa phải ba la mật. Chưa phải, thì cho hết nhà hết cửa, cho nó hết tam thiên đại thiên thế giới mình rinh đi bố thí đi nữa, nhưng mà vẫn còn mình ở đó để vướng mắc với cái việc bố thí thì không được. Cho nên mỗi người bố thí ba la mật thực thụ thì người đó một phen không còn có cái gì vướng ở nơi lòng, tâm người đó không còn vướng chấp. Mà rõ ràng là cái phẩm Đề Bà Đạt Đa chúng ta thấy không, là bố thí quốc thành thê tử vợ con thôi tới rồi đó, thì chúng ta bị vướng trong cái đó. Chúng ta cứ nghĩ là đem vợ con đi cho thì điều đó nó phạm luật. Trong cái luật nhân quyền mà vợ con đâu phải là cái gì mà sách đi cho, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái luyến ái sâu sắc ở trong tâm chúng ta, thì rõ ràng là cái chuyện mà nam nữ, cái chuyện dính mắt với nhau, chuyện luyến ái nó khó gỡ lắm, khó gỡ ra lắm.
mà bây giờ mình không còn dính trong đó thì vậy là gọi là bố thí vợ con, chứ không phải là cái chuyện mà đem vợ con mình đi bố thí, không phải như vậy. Tức là vợ chồng chung sống với nhau mà rõ ràng bây giờ dù có sống chung tới 1000 đời nữa họ thấy họ còn không dính được, đó gọi là bố thí vợ con tồi tệ. Chúng ta nên hiểu lại chỗ này. Cho nên khi bố thí ba la mật là chúng ta hiểu đạo Phật muốn nói cái gì, chứ không phải bố thí ba la mật chúng ta lấy tiền lấy của đi cho tiền cho của cúng dường chỗ này chỗ kia thì chúng ta bố thí, nhưng mà chưa phải là ba la mật. Chúng ta phải nói kỹ lại, khi bố thí ba la mật là hoàn toàn không còn dính cái gì, mặc dầu họ vẫn làm ăn kinh tế, họ vẫn kiếm tiền mỗi ngày, nhưng mà không dính dáng gì tới tiền bạc hết. Làm để có tiền giúp chỗ này chỗ kia, để thực hiện cái hạnh nguyện của mình, để giúp đỡ người khó khổ, giúp đỡ chùa chiền, hay là chúng ta phụng sự tâm bảo gì đó thôi, chứ người đó không phải vì đồng tiền, vì sống chết với đồng tiền để họ làm, phải như vậy nữa, hoàn toàn không có. Giữa trần gian này họ làm đủ mọi cái, họ không dính vào trong đó, thì người đó đang bố thí ba la mật. À, chứ không phải bố thí ba la mật là rinh hết nhà của mình đi cho, à, không phải như vậy. Cho nên khi mà một phen có một cái người mà tu tập đúng với Phật đạo rồi và đang hành hạnh Bồ Tát là không còn vướng mắc bất kỳ một cái gì giữa trần gian này nữa, thì tức là hành hạnh bố thí ba la mật, thì cái phước báo người này lớn vô lượng vô biên, chúng ta không thể nghĩ tưởng nổi. Vì vậy là nếu chúng ta tin cái phẩm Như Lai Thọ Lượng mà cái phước chúng ta lại hơn cái người bố thí này nữa thì rõ ràng là phi lý. Chỉ trừ trường hợp lòng tin chúng ta thực sự thanh tịnh như nãy chúng ta nói, tức là chúng ta nhận điều này không thông qua cái đầu, thì lúc đó cái phước chúng ta sẽ hơn người kia. Còn nếu như bây giờ chúng ta còn hiểu điều này bằng cái đầu thì phải biết là mình không bằng người ta rồi nha. Nên biết để mà mình khiêm tốn lại. Chứ không phải là bữa nay chúng ta học được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, giờ mình tin rằng là Đức Phật là cái tuổi thọ vô lượng vô biên, tức là tất cả chúng sanh cũng đều có cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt, bất sanh bất diệt từ ngàn xưa tới bây giờ, mà mình đủ lòng tin đó. Có đủ lòng tin đi nữa thì cũng chưa đủ cái phước báo hơn cái người bố thí ba la mật đâu. Và biết được cái điều này để chúng ta vững tin chúng ta tu tập, và từng ngày từng giờ chúng ta tu tập, và cái đó nó hiện hữu với chúng ta, thì lúc mà cái đó nó hiện hữu ra thì lúc đó được gọi là chúng ta có lòng tin thanh tịnh. Lòng tin thanh tịnh là không còn mang màu sắc của ý thức, đã có ý thức dự vào là hết thanh tịnh rồi. Chúng ta nên hiểu như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu có người cầu huệ Phật trong 80 muôn ức na do tha kiếp số, tu năm ba la mật, ở trong các kiếp đó bố thí cúng dường Phật và duyên giác đệ tử cùng các chúng Bồ Tát, đồ uống ăn báo lạ, thượng phục và đầu nằm, chiên đàn dựng tinh xá cùng vườn rừng trang nghiêm, bố thí như thế thải các món đều vi diệu, hết các kiếp số này để hồi hướng Phật đạo, nếu lại gìn cấm giới thanh tịnh không thiếu sót, cầu nơi đạo vô thượng được các Phật ngợi khen, nếu lại tu nhẫn nhục trụ nơi chỗ điều nhu, dầu các ác đến hại tâm đó chẳng khuynh động, các người có được pháp cứu lòng tăng thượng mạng bị bọn này khinh não, như thế đều nhẫn được, hoặc lại siêng tinh tấn chí niệm thường bền vững trong vô lượng ức kiếp, một lòng chẳng trễ thôi, lại trong vô số kiếp trụ nơi chỗ vắng vẻ, hoặc ngồi hoặc kinh hành, trừ ngũ thường nhiếp tâm do các nhân duyên đó, hay sanh các thiền định 80 ức muôn kiếp, an trụ tâm chẳng loạn, đem phước thiền định đó nguyện cầu đạo vô thượng. Ta đặng nhất thiết trí tận ngần các thiền định, người đó trong trăm nghìn muốn ức kiếp số lâu tu các công đức này như trên đã nói rõ, các thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mạng, nhẫn đến một niệm tin phước đây hơn phước kia, nếu người trọn không có tất cả các nghi hối, thân tâm dây lát trên phước đó nhiều như thế, nếu có các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo nghe ta nói thọ mạng đây thời tin nhận được, các hàng người như thế đảnh thọ kinh điển này, nguyện ta thọ vị lai sống lâu độ chúng sanh như Thế Tôn ngày nay. Vua trong các họ thích đạo tràng rền tiếng lớn, nói pháp không sợ sệt, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính. Lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mạng cũng thế, nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thật học rộng hay tổng trì tùy nghĩa giải lời Phật, những người như thế đó nơi đây không có nghi. Đức Phật lặp lại ý trên để chúng ta thấy là nếu mà một người mà tu tập thiền định như hồi nãy chúng ta thấy, nội cái nhẫn nhục mà gặp người ác mắng nhức chửi rủa, làm đủ điều xấu mà trong tâm họ cũng đều nhu, tức là không hề có một cái sự động niệm để phiền hà, thì điều này rất là khó. Không, tu cái này là công đức lớn đó, mà mình biết đời nào mình tu được tới chừng đó và đạt được một số thiền định ở trong đạo Phật chúng ta cũng không phải dễ đạt. Như vậy vẫn không so sánh được với một cái người có lòng tin thanh tịnh đấy, như cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này. Đó là cái điều để chúng ta thấy rõ ràng là cái công đức một người mà tin hiểu được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng rất là lớn, và
Chúng tôi cũng mong rằng qua cái phẩm này, quý Phật tử chúng ta có lòng tin thanh tịnh, có một lần chúng ta thực sự thanh tịnh để chúng ta tin, để rồi cái phước báo chúng ta vượt hơn các vị đã tu mà trong năm cái độ, trong lục độ đó. Và nếu được như vậy rồi thì đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là với chúng ta không còn xa. Thì ngày nào đó chúng ta sẽ chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi giảng ngang đây. Phần này còn hơi nhiều, có lẽ là lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Quên coi cái lịch lần sau. Tháng sau thì chúng ta cũng học cái 28, Chủ nhật 28. Thì là kỳ sau chúng ta sẽ học lại ngày 28, 28 cuối tháng, ngày 28 âm lịch. Là chúng ta luôn luôn học cái ngày Chủ nhật âm lịch cuối tháng. Quý vị nhớ thì ngày đó chúng ta tiếp tục học. Và thời gian còn lại chúng tôi dành cho quý vị, có ai có thắc mắc, không thắc mắc thì chúng ta cứ hỏi. Ai có thắc mắc gì không? Không có, chúng ta nghỉ ha. Nói gì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Phật đạo vô thượng.